trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là gần 12 giờ trưa rồi, một cái ngày rất là đẹp để em có thể tiến hành bàn giao con xe tải Giang Long H7 4 chân giao về cho anh Thống tại Trà Vinh nha quý anh chị. Và con xe này hiện tại đã ra biển số rồi, sẽ là chờ giải ngân vào tuần sau và em sẽ tiến hành bàn giao. Hôm nay khách hàng lên công ty để tiến hành cúng xe nè mọi người. Sẵn đây trong cái lúc mà chờ xe cúng á, chờ xong á, em sẽ quay lại cho mọi người xem con xe này, cũng như là anh chị nào mà thích cái con xe Giang Long màu xanh này thì liên hệ với em để nhận được cái giá tốt nhất nha. Và em sẽ tâm sự cho quý anh chị về cơ duyên và con xe Giang Long H7 này nó được ra đời nha, nó sẽ rất là hay luôn, nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái con xe tải Giang Long H7 phiên bản là đời 2024. Con này là một cái màu, mang trong mình một cái màu xanh rất là đẹp nha quý anh chị. Cái mã màu là riêng biệt đời 2024 của nhà Hải Âu phân phối. Và con này là khi mà em đặt á, nó chỉ có đúng một xe thôi. Lúc em đặt là chỉ có đúng một xe thôi, em cũng gọi là giành giật đấu tranh với các đại lý dữ lắm để có thể lấy được con xe này và giao cho khách hàng của em đúng cái mã màu khi mà anh lên xem xe cũng như khi chúng ta bàn giao luôn. Thì đó là một cái rất là vui khi mà em có thể giúp khách hàng chọn được cho mình một cái màu phong thủy nha quý anh chị. Khách hàng của em là hợp màu xanh. Cơ duyên một xíu thì cái con xe tải Giang Long H7 này là nó gắn liền với cái đội xe của anh luôn. Bởi vì hiện tại con này là cái con thứ 3 trong cái đội xe của anh Thống tại Trà Vinh rồi. Đó, anh chị nào mà chuyên chở hàng gạch này kia thì chắc có thể là biết ảnh á. Ở khúc Trà Vinh chắc chắn là anh sẽ biết nhiều lắm á. Đây là anh hồi cách đây 2 năm là em đã làm cho anh một con 4 chân rồi, 2022. Rồi sau đó ảnh hàng nhiều quá lấy thêm một con 4 chân mà xe cũ. Xong bây giờ cuối cuộc là cũng quá nhiều hàng, anh em tin tưởng quá rất nhiều, cho nên là lại làm thêm một con 4 chân nữa. Đó thì chủ yếu là khách hàng đi hàng khối cho nên là không có lấy 5 chân. Chừng nào mà đi hàng tải mới lấy 5 chân nha. Vẫn là thùng 9.7 luôn. Đó là lý do tại sao mà anh đã lấy thêm một con nữa. Và rất là vui và vinh hạnh bởi vì em lại tiếp tục được đồng hành với cái con xe thứ 3 của ảnh, và là cái con xe thứ 2 mà em bán trong cái đội xe của ảnh luôn nha. Rất là vui. Và hôm nay thì là xe nó đã ra biển số rồi, mặt biển số rất là đẹp luôn. Đuôi là đuôi 9 nút nha quý anh chị, 51D93736, đuôi 9 nút luôn, xe rất là đẹp. Đây xe đang cúng xe nha quý anh chị. Đó, đây mã màu đẹp ha, em đang lập bài cho khách hàng. Xe này đang cúng khai trương nữa. Đời 2024 á, là phiên bản 4 chân và 5 chân đều có logo là phát quang hết luôn nha quý anh chị. Đó, phản quang luôn, rất là đẹp. Hai con ngựa này là em làm cho khách hàng thêm. Đây biển số xe, lấy biển trắng luôn hả? Dân mà dân chơi biển trắng là dân đó dân, thứ nhất là dân có tiền, thứ hai đó là dân đó là dân có hàng, hàng nhà tự chơi không à. Đó, rất là hay. Rồi đây là cái phần đèn ha, đèn 2024, xe rất là đẹp. Anh chị xem qua nha. Đó, quá đẹp ha. Rồi con xe này thì em làm cho ảnh thêm một cái bộ tem kỳ lân. Tem kỳ lân ha, xe rất là đẹp. Ra tải là 17.6 tấn, tổng tải bây giờ sau khi cân lên là 29.6 tấn nha quý anh chị. Là bộ tem kỳ lân tặng cho ảnh luôn. Quá đẹp. Cái bạc này thì là em đặt đỡ cho khách hàng để trong quá trình làm thôi, còn nữa em còn sửa lại cái bạc, lấy cái bạc khác nữa nha. Tại cái bạc này là bạc trầm đỡ, đang chờ để làm cái bạc năm ảnh kèo khuy để cho khách hàng họ chạy nữa. Cái này là chờ đỡ thôi, anh chị đừng chơi nhạc bạc này nha. Rồi thêm nó thêm cái nữa nè, cái con xe tải 4 chân này hiện tại là ngày xưa khi mà anh chị mua cái đời 2021 2022 là nó sẽ có hai nhà để đóng thùng con Giang Long Hải Âu này, là nó có là một đơn vị là của Hiệp Phát, là nó sẽ đóng cái cảng ba thanh. Anh chị chạy ngoài đường anh chị thấy cái chiếc xe Giang Long nào mà có cái cảng hông mà cảng ba thanh là cảng của Hiệp Phát đóng. Còn mà anh chị mà thấy cảng Composite là cảng của bên giao thông vận tải đóng, nhưng mà sau này thì gom về một mối là của bên giao thông vận tải đóng, cho nên là nó ra được là cái cảng như thế này, cảng inox bọc Composite nha. Làm theo cái màu của cái thùng luôn, rất là đẹp. Nhưng mà có một cái là cái bẩn á, ngày xưa anh chị mua cái thùng của Hiệp Phát, cái bẩn á là nó đóng ba lớp luôn, trong tôn kẽm, trong là tôn kẽm, ở ngoài là inox, ở giữa là mối xốp. Nhưng mà đối với cái thùng của bên giao thông vận tải là nó sẽ không có làm lợp vách trong, nhưng mà nó vẫn cho vách trong nha, không lợp nhưng mà nó vẫn cho. Đây nè, anh chị thấy không, nó vẫn cho vách trong của mình luôn, mấy miếng tôn kẽm đó. Rồi về biết làm cho mình, ví dụ như mà anh chị trở nặng, anh chị có thể cắt mấy khung xương này ra theo để cái này, để khung xương nhỏ là theo tiêu chuẩn. Anh chị trở nặng muốn cứng nữa thì chúng ta
cắt ra hoặc là kẹp thêm rồi mới lót mút xốp rồi mới bắn con kẽm mà nhà máy nó cho á ở phía trong. Và được cái nữa là ngày xưa khi mà anh chị lấy cái hộp của Hiệp Phát á, ở mỗi mấy cái trụ cái á, nó làm gì mà anh làm gì mà anh chị xài được có được mấy cái kẹo u như thế này, hầu như là không có luôn. Mà nếu mà có thì cũng phải xài cái loại thùng mà mở dĩ thì nó mới có kẹo u, nhưng mà chỉ kẹo u là đầu đích thôi. Nhưng cái này là mỗi một trụ đều có kẹo u hết luôn đó, cái đó mới hay á ha. Rồi về cái phần dàn chân thì anh chị có thể thấy ở đây là chúng ta có trang bị là 4 cái bình hơi, một bình u rơi, hệ thống cúp mát ở đây. Đây là dàn sắt xe ha, đà thì chủ yếu là đi đà u. Ngày xưa Hùng Hiệp Phát là đi đà y, cái đó là cái hơi yếu một xíu thôi. Tùy theo em biết là đi đà y nó sẽ ngon hơn là đà u nha. Mấy cái thùng này về anh chị có thể đi ke thêm mấy cái bát tam giác nữa, cứng nữa cho nó đỡ bị xô thùng nha quý chị, mà đi thêm đĩa nữa. Rồi vỏ sử dụng là vỏ linh long, vỏ này là chân long mà xưa giờ là xài vỏ linh long mà xưa giờ rồi, không có gì thay đổi ha. Đó đèn đó, đèn đớm cái thứ đèn led. Bình xử lý cái thải SCR. Rồi đây là phía phần sau đuôi thùng ha anh chị ha, mình xem một xíu. Cái phía sau chúng ta sẽ có một cái vỏ sơ cua rất là to ở phía sau ha, và xài cầu 4.444 ha. Đó, hai cầu lắp. Rồi đây là phần đuôi thùng sau đó. Cái phần đuôi thùng sau thì mình, một là anh chị có thể để luôn, anh chị để luôn cái phần đuôi đèn này anh chị xài, rồi cũng mấy là chúng ta có tiền bù thêm miếng tiền nữa vài triệu nữa, đổi thêm xài đèn OLED hoặc là u bóng, rồi đi thêm bộ cản, cắt cản này ra bỏ, lấy cái cản inox lên làm lên cho cái thùng cho nó đẹp, nó xịn lên ha. Còn anh chị nào mà chơi đỉnh hơn nữa thì bỏ ra 180-200, đổi thùng lại 40, đóng cái thùng mà chở thùng nhôm chở quá tải tùy thôi. Đây nè, đà nè đó, anh chị thấy không? Em làm cho khách hàng luôn cái cam lùi nha quý anh chị, cái này là tặng nha, cam lùi. Rồi phía bên đây, nãy mình chưa coi cái bằng nhằn nhíp đúng không, nhíp xe đó xịn ha, bình dầu. Rồi một bình dầu làm hợp kim nhôm cỡ 800 lít á. Rồi đó là cái bẩn xung quanh, gì cái bẩn bẩn thùng dàn chân các thứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên phần nội thất xe để xem với phiên bản đời 2024 thì nó sẽ có cái gì nổi trội, mời anh chị đón xem nha. Đó. Quay là phải quay thực tế như thế này xem nó mới sống động. Rồi đó, mang kéo đi nóng qua đông về đây em ơi. Rồi bước lên xe thì anh chị có thấy được rằng là đầu tiên xe của mình là sẽ xài nắp cao 2 giường, cho nên là sẽ có 2 cái giường ở phía sau là chắc, ở phía sau là chắc chắn rồi. Ghế sẽ là ghế da nha, ghế da đó, cái form ghế rất đẹp xịn không. Ở đây có mấy cái chế độ như là nâng hạ của cái ghế nè, bơm lên xuống, rồi mấy cái massage đội lưng phía sau cho tài xế khi mà ngồi đường lâu á, chúng ta làm massage cái lưng chúng ta nó đỡ hơn tí. Rồi ghế tài thì là ghế hơi, nhưng ghế phụ thì là ghế thường nha, nhưng mà muốn thì anh chị có thể độ lên. Này em đã lắp cho khách hàng thêm cái bộ cam nghị định mùi để có thể quan sát tài xế phía trong coi có đi đường có dẫn gái hay là này có làm này làm kia lên không, bệnh bạ này kia không, nhà mình biết được ha. Mấy ông nào ngồi xe này cẩn thận nha. Rồi chọc chơi thôi. Rồi ok, đây là cái phần nội thất xe. Nội thất xe thì ngoài ra anh chị có thể thấy nó được thiết kế của Trang Long á, bây giờ mình nói nghiêm túc xíu nè. Thiết kế của Trang Long nếu mà so về cái dòng xe khác á, theo em đánh giá là thẩm mỹ nó rất là cao, đầy đủ chức năng luôn. Hai cái mồi tầng thuốc ở đây, mạ chrome rất là nhiều. Đó. Các tầng thuốc ha, mồi tầng thuốc ở đây. Bên kia là cái hộc để đồ.
đó. À, cái màn hình này là em đã độ cho khách hàng lên màn hình OLED Pro. Màn hình này là tích hợp wifi luôn nha quý anh chị, có wifi rồi xem sim này kia là tất cả mọi thứ luôn. À, chúng ta có thể xem map, xem YouTube. À, tài xế có thể ở tối á, khi mày đậu lại á, nè, mình mùng chiếu gối để trên đây sẵn luôn, rồi tối bật phim coi, phim gì thì không biết nha. Có chỗ này thì có cái kẹp để điện thoại, à, để điện thoại, rồi phanh lốc kê ở đây, à, máy lạnh nè, rất là ngon, phải bị sai, kèn các thứ, rồi, đó. Ở bên đây á, có trang bị thêm là cái ga tự động cruise control, rồi tăng chỉnh âm lượng, sang bài các thứ, rồi mấy cái chức năng trên hai cái vô lăng anh chị thấy nè, nó rất là đầy đủ nha, đó. Rồi ok, tiếp tục là đến cái phần mặt đồng hồ xe. Đồng hồ xe thì anh chị thấy rằng là có mấy cái đồng hồ ở đây, với bên đây nữa, số km dùng tour, bình hơi, chất nước, nhiệt độ, nhiên liệu, đầy đủ hết. Đây, mở lên cho mọi người xem cái nè, cho nó lạnh lạnh chứ. Đó, hình con rồng ha, chữ Chen Long, quá đỉnh, đầy đủ luôn. Bên đây đó, thì bên đây thì chúng ta có nâng hạ kính, lóc cửa, rồi có sấy gương, đầy đủ luôn, trên dưới điều chỉnh ha. Đó, rất là hay, điều chỉnh ở trên hai gương này. Anh thì thấy nó màu màu đen đen không, em đã làm phim cách nhiệt lên cho khách hàng á, che lại luôn để bớt nắng, bớt hắt. Đó đó, ông này là ông sắp xỉ nè, ở Trà Vinh, ông đang chủ xe đó, ông đang đốt để mới cúng xe xong. Anh chị nào biết ông mặc ông này không, để lại bình luận nha. Rồi ok luôn, ra ngoài nha. Rồi rồi, thì nãy giờ chúng ta đã có những cái giây phút có thể trải nghiệm sơ qua về cái con xe Chen Long H7 phiên bản 4 chân đời 2024 của anh Thống tại Trà Vinh rồi. Hy vọng là tất cả mọi người cũng như là khách hàng của em sau khi xem được cái video này sẽ hiểu rõ hơn về cái con xe Chen Long mới, cũng như là những cái đặc tính và những cái giá trị cốt lõi mà con xe này nó mang lại cho tài xế cũng như là cho cái chủ hàng. Với một cái thùng dài lên tới là 9,7 m chiều dài, rộng là 2360 và cao là 2,15 m, ra tải là 17,6 tấn. Và con xe này thì hiện tại giá của nó sẽ rơi vào tầm là trên hơn 1,6 tỷ một xíu, hơn 1,6 tỷ vài chục là sẽ lăn bánh được nha quý anh chị. Còn xe thùng thì tầm 1,5 tỷ mấy chục thôi đó. Tại vì tại sao em không báo giá chính xác, bởi vì là giá xe nó sẽ thay đổi qua từng tháng. Chen Long đôi khi nó có những cái chương trình khuyến mãi cũng sâu lắm, cho nên là đôi khi em có thể em báo cái giá ở cái tháng này, nhưng mà qua tháng sau khi anh chị điện em báo giá đó thì nó lại là giá cao hoặc là giá thấp này kia, thì anh chị lại không nắm được, nhưng mà nằm ở mức độ đó thôi ha. Xe thùng thì tầm là tỷ rưỡi mấy chục, nằm ở phần nửa, còn lăn bánh luôn thì tầm tỷ sáu mấy chục thôi, cũng rẻ, 20-30, tỷ sáu 20-30 là được lăn bánh được rồi ở cỡ đó. Anh chị chuẩn bị dùm em căn cước công dân, hai vợ chồng nếu mà anh chị có gia đình, còn mà chưa có gia đình á thì là chuẩn bị dùm em cái giấy xác nhận độc thân. Còn lại thì hồ sơ ngân hàng này kia thì anh chị khỏi phải đi ký gì hết, bên em sẽ làm hồ sơ ra thông báo luôn cho quý anh chị. Nếu mà anh chị vay qua bên chỗ công ty cho hai tài chính Charlie thì anh chị trả đốt giùm em cỡ tầm trên dưới 400. Còn mà anh chị vay qua bên chỗ VB Bank thì Charlie thì nó bắt buộc là nó phải đứng tên và ra biển Sài Gòn nha. Còn mà nếu mà anh chị vay qua bên chỗ VB Bank là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng á, thì vay 75% thì anh chị ra biển tỉnh bình thường, và chuẩn bị giùm em cỡ tầm 500 đến 550 là lấy được xe nha. Rồi thì cơ bản con xe nó của chúng ta là như vậy. Còn muốn biết thêm về con xe như thế này, thời gian đặt xe, thông số xe hay bất cứ những cái vấn đề nó loanh quanh về ngân hàng này kia, anh chị vui lòng nhắc máy lên và gọi cho em qua số điện thoại Zalo góc màn hình có sẵn đó, thì anh chị liên hệ em sẽ hỗ trợ từ A tới Z hết cho quý anh chị luôn, rồi hoạch định cho anh chị một cái đường đi từ đầu đến cuối, để cho anh chị nắm và chuẩn bị số tiền đúng với những gì mà em tư vấn nha. Rồi chào mọi người nha.